Dữ lắm mẹ cái Huy nè. Cái này làm gì kỳ lắm ơi. Cái này sao mà giục mày tái gì được. Hai con tôm luôn. Linh. Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Má nói chuyện hết nổi cả nhà. Mà mới về đi đi clip cả nhà ơi. Bữa nay dính đắt quá trời nhiều luôn. Bữa nay về vợ khen với lắm mà mặn tiền nhiều nè. Mấy mới về tới nhà cả nhà. Nay mình mới đi làm về. Chợt anh em mới đi làm về nay xách tay lưới bự ra cái ao lớn này mình kéo bắt cá nha cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Cái tay lưới mình không biết tới bờ bên kia nổi không, thấy gì chứ chưa chắc tới đâu nha. Cái hầm này anh thấy gì đó chứ nó dài lắm á, bự lắm. Hôm nay mình khai trương cái tay lưới bự này, mình ra cái ao to mình kéo nha cả nhà. Nghe anh Vũ nói là có linh nhiều lắm hả anh Vũ? Mới chuyển qua dân 45kg á. Thôi, dân ngang qua 45kg hết rồi còn đâu nữa. Trời ơi, có cái nhánh cây hay là cá gì chú giữ thằng ở ngoài kia kìa. Cá chuối. Vô đi, ấp vô đi, ấp vô đi. Vô đi, được rồi, được rồi. Rồi, tới đây. Hãy đo cái lưới mình đụng kìa. Nó đụng rồi đó. Em thấy cái tay lưới văng này không cũng có đủ ăn rồi nè. Âm vợ cái này nè, cái cá đụng nó giật tới. Không lấy giật gì được không? Nó mà lấy cái lưới này. Giật cái gì dữ nữa đi. Cảm thuốc sắc lại nó thuốc bắt đầu ăn nó né mình nặng nè, bọn kéo chị vô. Chậm lại. Đưa anh Tâm ở phía trên kìa. Chưa nha, dàn kỳ luôn ha. Anh dàn sát vô luôn nha mốt. Cái này đưa cái này. Cái này nè. Đây rồi, hồi kéo nữa, để mở này ra kéo nữa nghe. Chưa, chưa. Cái gì vậy đây, mới vậy. Cái gì lên đây vậy? Thuốc vô dàn kỳ đó nghe, thuốc. Dàn sát kỳ này luôn nha. Thấy cái linh, cái linh nãy giờ có nhảy không? Dạ. Ngay gốc đó nghe không? Ngay gốc rồi. Đó chị mới được nha. Hải nổi lên ha, tới đâu rồi. Từ từ gấp thuốc ơi, tiếp mà được. Cá nằm theo mé này nè. Giật kéo lưới từ từ được, cá nằm theo mé cái con que mút á. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Chạy lên. Mình kéo luôn cái gì trên vô luôn anh Hải. Ừ lắm chú này mà đụng lẹo con cây gốc này chân nè. Gãy đi nó gãy sớm không á. Dần dần sát mé nha anh Phong. Cá nó chạy sát mé không á. Đúng rồi, mình kéo vô vừa dưới vừa trên cho nó có cái tùng ha. Cho nó có cái tùng cá nó không nhảy. Vừa đi. Nó mắc. Tập tiếp cái sâu. Vô kéo chị vô chưa? Từ từ đó thì kéo từ vô nè. Lần hai tay lượt luôn đỡ hơn không? Không có. Cái phao trên nữa kìa. Nóng phao trên lên để cá linh nó nhảy ra. Để cá linh nhảy ra. Con vô cho. Im từ từ á. Vừa lặn tiếp đi. Đụng cá dữ lắm hả? Dữ lắm luôn mà. Kéo nhẹ nhẹ thôi, nó chuối. Nào nó nghiêng cái bực á. Nó tới bực á. Ôi trời sao lỗi trong lưới luôn rồi. Nó trộn lên, bài không lên chứ. Không rồi, gỡ chưa. Ta lặn lại, kéo lại này, kéo lên lưới đó, nó không lỗi. Cho nó tụng gì đó. Cho tụng ra đấy, ừ. Căng cao quá. Dỡ lên cái nó không có mẹ. Dỡ lên cái nó không có mẹ. Đắn sát mé chưa nó. Nó. Ta đạp, đang đạp. Con cá gì chú ngoài đó dữ lắm rồi kìa anh Phước ơi. Đập này nè, chú chưa. Chú đó là. Chậm chậm đi cho nó. Đừng kéo cái này dưới nó. Dỡ này lên nó. Tôi lặn xuống cái lưới dồn lên nó không được. Dùng giữa đừng kéo nó. Rồi rồi. Đây kéo này. Kéo.
Ôi trời ơi. Cái giọng này. Giọng tao ơi. Giọng dữ lắm. Cái huy bự. Thấy mạnh lên hết. Ui. Ui cái huy phi nó bự. Ôi. Dùng như dùng như khùng. Đụng nó làm đụng mà. Em vô ảnh chứ kéo mày là nó. Kéo là lướt luôn phải không? Từ từ đó nha. Đây cái bọt. Nó còn cái bật nữa, cái bật cứ lên bật nữa mày đó. Bây giờ lên bên lên tôi nhảy góc này tôi không vô được đâu rồi nè. Để tôi chậm cái bật. Lòng nước vô. Kéo nước vô. Vừa lặn không có vừa lặn mình vừa lặn chì vô nghe anh Vũ. Ừ. Trời ơi. Lặn vô chứ mới được. Vũ rồi. Giờ phang vô từ từ vậy. Đừng dở lên nha. Đó, không không kìa. Ơi ôm cái lưới ngoài vô, cái gì ngoài cái lỗi ra kéo vô cái anh Phước. Anh Phước ơi. Đừng nắm nó nữa. Anh Hải khoan khoan đừng nắm nó, anh Phước nắm ngay giữa kìa. Kê kìa nhảy kìa. Chắc này động nhảy rồi đó. Giờ lấy này vô trước đi, cái Tùng vô sát bờ nè. Dưới giò dưới lưng cái lĩnh chân nè. Từ 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 kéo cái Tùng này lên chanh hết đây. Chưa, từ từ. Cái Tùng cái này chưa kéo lên, kéo lên đi. Giờ này lên nó bay nè. Không không mình phân vô vậy là nó có cái dạo cho là nấy rồi. Hả? Lên lọt. Mà không có dính cái lên bự dính nha. Lọt thì lại lưới nặng dính thì nặng chứ đâu mà. Mất chưa chưa. Cho nó gác vô bực đó nè. Nè, anh ghê đó này vô đây. Lưới bốn phần kìa dính nè, lưới này dính nha. Để đi lạng vô mà. Để con gỡ lên mà. Khúc kia vô chưa, khúc 100 kìa. Vô nè. Vô tới trong đây hết rồi nè. Tầm 50 kìa, đứng 50 đó, 50 kìa. Vô rồi, dỡ kia lên đấy. Cái gì lên trước đây. Hả? Cái gì lên á. Chưa nghe. Chưa còn sắc lét, còn sắc lét nè. Đó, cát kìa. Coi chừng bắp nha, chừng bắp nha. Ngã bắp. Rồi chưa lặn lên dẫn lượt lên luôn anh Vũ. Lên đi Vũ. Ê bắp kìa anh Hải. Chưa. Để mé rồi, để lên mé đi. Để mé đi. Ủa, xác mé đi. Phóng sao? Đạp xác mé đi. Thì Vũ lên lấy. Lưu này dính cái lên là dính cá bự không á. Đó, nhảy kìa, nhảy kìa. Vũ, đừng lâu ở đây lên Vũ. Đừng phép hát, đừng dỡ gì dưới nữa. Đừng dỡ gì dưới. Ừ, đạp thôi. Đúng rồi. Đó. Từ từ, từ từ. Gì này nữa nè, cái gì nè, kéo kéo lắc thật. Đó, nhảy kìa. Phước bên bờ luôn đi Phước. Còn kia chưa kìa. Bờ luôn. Thầy kia luôn kìa. Rồi kéo bao lên hết nè, bắt nó chạy ra. Vô chưa đánh mốt thằng từ này đây nè. Vũ lại, vũ lại, vũ lại. Vũ cho dồn lại. Cái lọt hay gì kìa ta. Cái linh nhỏ lọt. Dồn này kìa, cái linh nhỏ lọt. Này mình bắt cá bự không à. Tại thảy dưới để chúng bắt. Rồi cá bự như lọt rồi kìa. Lọt rồi. Nhấc này nè. Nhấc này nè. Tại mấy cái linh nhỏ đó, nó lọt lưới mình hơi thưa ha. Cái này chút coi coi tay ta lưới của em văng gần sang. Còn hết tay rồi. Được rồi. Nè, nhảy thì xối chứ. Ủa, tắt hồi đi bay ra ngoài chân vợ nè, muốn ra ngoài lắm kìa. Trời, nó luôn đi. Trả lên đi, để bệnh cho được mấy con. Còn cá rô phi không à? Không có được. Chạy, chạy xuống rồi. Cái linh, cái linh lộ. Nhiều lắm như cái gì. Mặt hay thưa. Cái linh nó bay ra trơn rồi. Rồi, bắt mấy cá bự ăn đi. Ồ, nó lựng dưới chân rồi. Ủa. Rồi, bỏ đi. Rồi hát hát xuống lại đi. Nè nè nè, đứng đây nè. Giống cá heo kìa. Để dính kìa. Hai ba con dữ vậy. Cái linh kìa, cái linh kìa. Lắm bự kìa. Bọc nước, bọc nước, bọc nước, bọc nước, bọc nước, bọc nước. Này trúng bánh nè. Trời ơi, bên đó dính cá thiểu còn nào nấy bự vậy. Cá thiểu. Bên này có món cá thiểu, cò tiêu dính lắm ngon rồi cả nhà ơi. Lắm ngon hai ba. Ăn cá thiểu thì kho được một nồi đất rồi. Dữ lắm cá thiểu ngoài không dính nữa. Xe gì mà. Hiểu này chạy trên mặt nước không hả quay? Ừ. Quậy á.
hết hồn cá thiểu ngon chứ. Em lấy đây nè, lấy đây cho ba bó. Vô. Ừ, ngon cháu. Ừ, đây đi. Cái gì kìa? Thiếu cá thiểu. Ô, cá thiểu lắm mà khô quẹt khục thế nha. Thôi thôi béo. Cá mà anh mớm cầm hết sức không? Biết trời, giờ mới gặp cá thiểu bự gì vậy? Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Hết hồn cá thiểu bản lắm nè, hết biết cái bản không? Biết cá thiểu bự chưa? Qua bên đó mình nhỏ ấp tôi lấy bự á, có vô muốn cá gì đó mình. Làm. Cá không ngon. Tại vì cá mình chưa có chế biến chín nên đâu có ngon đâu. Còn không ngon hả? Còn biết con cá thiểu. Mà thấy cá thiểu rồi. Cá thiểu bự ha. Cho tôi coi. Cá đó bọc bự kìa, bọc đậu hết bây giờ kìa. Nói không. Thấy rõ không muốn vậy không có anh nói không? Sâu lắm nghe, đừng có lặn nghe. Vậy đó mới vậy đó, mình cô dưới đó. Nổi không nổi à. Mình lặn cái viên này nè, dân viên trong nè, mình lo từ từ vô chứ mình đừng có lâu rồi có vô. Nó nặng lắm. Dạ thì mình phân từ từ ngang quá đó. Nổi lên được rồi. Nổi lên nha. Đè cái phao xuống, đè xuống hết đi. Phong ở ông Phong ở ngoài kia, chỉnh ngoài kia đi. Từ từ đứng kéo nữa. Chưa chưa. Mày dính này. Mày dính này ra ngoài coi. Nó chị qua bọc đi. Để nó vô bọc hết trơn luôn rồi. Qua kia hết rồi. Ảnh chị dưới đi. Cái chị á đừng đó nó con lo chị đi mới được. Lết lại luôn rồi. Lột nước lại chạy. Lo nắm mấy chị đi. Còn mấy chị vô đi vô. Mấy chị mình nè. Lưng lọt chân hả? Từ từ đi. Không, anh không lặn anh kéo đi. Chị vô được. Cái chị giống con khí khuyết chống đông không lặn chân. Con nhỏ vậy nó chưa lọt không nè. Nó phóng thôi. Cái lưng đâu thôi có mấy con thì nó phóng dèo dèo dưới trơn chứ hả? Không thôi chứ nó bạn. Nó đâu có lọt đâu. Vũ già chị vô chưa? Khoan. Cái bọng ngoài này nhớ con giống vậy. Cách nhiều cái bọng á. Lắp ra rồi mà. Lắp mà lắp. Chỗ bển đâu ạ? Đẩy bển đây. Chỗ bên kia luôn hả? Sao đẩy được? Cái bọng này thò con cái em ơi. Nó chỉnh đây luôn, từ 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 từ. Nhớ còn chẳng đi hết rồi. Tự nhiên cái bọng cái tàu cái ông lấy cái ông mồi ra mừng lắc bà đã ông mồi ra trong lỏng mà. Trong người trong lắc bà gọi. Đi kéo vô nè. Đó. Ồ có hiểu. Chết kéo lên mà. Nè. Cố gắng phút. Con cá gì bự ngoài đó. Chú tới đằng này luôn rồi kìa. Chưa đừng kéo nó anh Tâm. Dạ. Ngày chống lỏng đây luôn rồi. Chị kéo nó. Kéo đâu. Bạn với chị lên luôn đi. Thứ già cái nhạo thôi. Thứ già dạ. Chú gà từ phải từ. Rồi. Từ từ. Đây nè. Rồi rồi. Chưa đừng kéo nữa. Ôi giữ lắm mày, giữ lắm cái lại 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 ngoài mà đừng nhấn nó. Chưa, từ từ đây. Ngồi đây, ngồi đây. Cái bực cây nè, trời nó đạp cái trúng cái chết nữa. Vô bờ đi. Lên ở ngoài con cây á, đừng. Lỡ nó không dài không à. Nhẹ cái gì vậy? Làm sao dẹt chứ? Mẹ cầm đi tôi lặn thôi, cầm cái bát. Giết chứ cầm cái giết. Không. Chưa đừng ấy nữa, nó con nguyên cái buồn gốc cây bằng kia nè. Đâu. Mà tôi lự con chứ dò chứ. Làm á. Ê, lấy một cây ra không được. Để giờ lấy vậy đi. Để cho đụng nước đi. Ô. Hết rồi. Ôi trời. Còn cây lắm bự, còn đạn cây trúng cái mục đích. Chạy vô. Bao nhiêu đâu? Còn cây lắm bự. Bọn không vậy?
Trời ơi, nó theo cái bệnh này nó quá. Còn không? Chưa. Vô đó. Kéo lên đi. Tới vậy đi. Bụng đất từ 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 rồi. Theo cái bọng này nè, cái hầm ở đây nè. Cái biển nó ngon. Phan mình lặn từ từ rồi bắt đi. Nhớ còn dưới lâu một cái rảnh này mà. Quá đã. Từ từ. Từ từ. Kéo lên đi. Ê, nhảy ra kìa. Chân mày giờ dính này nè, dính này nè. Ôi, cái gì bự lắm bự. Vô đi. Vô trong ngoài, vô trong ngoài. Dạ đi nè. Hai con luôn kìa mất. Hết chưa mình lần chị vô. Chị vô đi. Cá đi vô. Trời ơi. Dạ lên nè. Nó dội dữ lắm rồi. Nó dội dữ lắm. Bước lên đi vô. Chị nó đi luôn. Dạ. Lẹ cái tính vô. Dắn hầm. Cái chị nó còn ngoài này nhóc chưa hả? Chưa. Tính vô. Rồi ok rồi. Trời ơi, lấy cái tô bỏ đi nè, chưa lấy. Chưa, còn ở dưới kìa. Nắm gì đâu quả. Trời ơi, nhảy nữa. Sao đằng kia nhảy ra hoài á? Sao lên nó ra hoài. Gì đâu, chưa. Chị chưa vô. Trời luôn, cắn. Nắm phăng lại, phăng dồn lấy. Còn nhóc chứ còn nhóc dưới dưới kìa. Nó đã đẳng mà. Cái cây này giờ còn nằm dưới nước nè mà. Rồi. Phăng đầu nào mình dồn lên đầu đi. Nè, vô lắm cá rồi. Dồn lên cái này nè. Dồn lên kia đi. Dồn lên kia đi. Cái đường gì chân á. Dồn lên cái này muốn ra vô ở đây mà. Thì dồn lên Tâm. Buông bển đi Tâm ơi, kéo qua này đi. Chưa. Nè, nhóc chân nè. Thao. Dữ lắm mẻ cái đồ huy này rồi. Đây cái này làm gì kỳ lắm rồi. Đúng tao kệ cái đồ huy dở lên. Kìa sao giục mày tải gì nữa kìa. Thao. Dở nữa. Vậy cả nó buông nó lộn luôn đó. Cái này kỳ lắm rồi, thằng này kỳ lắm kỳ. Chưa, nó mết nắm là nó dở ra. Trời hết rồi. Ngồi dưới đây cũng có thử không à. Ôi, con có nhiều phi dưới lô à. Con có bự trong men nè ha. Thao. Để cho luôn đi. Rồi lên. Ồ, con nó bự dữ à. Con nào bự bắt con nào nhỏ giọng lại mai mốt cho lớn. Em cái giọng này vậy coi. Mai mốt bắt cho hen ta. Mà nhỏ thấy thả lên đi. Cái bự ra. Vô vậy. Để vô. Quá xá luôn cả nhà ơi. To nè. Không. Thủ có chạy con cá gì này bự không nậu rồi. Chạy con cá này không? Chín trăm cậu nè. Chín trăm cậu nè. Chín trăm cậu nè. Không. Cái này nãy có mấy con nhảy vô. Cái này mình hơi thưa tao bắt cá bự nè. Thôi đi ông ơi. Ông ơi lấy bọc lấy và con ăn đi chút. Dạ bắt cho nó. Không. Nhiều lắm mấy con không ăn đâu hết đâu. Nhiều lắm rồi. Ở mình vô trống mình vợ chào một giờ. Trong chổng vợ mới tép rồi anh em mình góc hôm bữa góc chổng ha. À, đây vô trong nè, tháo dây vòng lưới vô luôn nè. Ở đây thì anh Vũ anh có là một cái trà mùng mini. Giờ em vợ dỡ đống trà này để mình kiếm một ít tép đó kho chung với cá thiểu rồi chạy vô đây sao giá đùa giá không luôn đi không lúng luôn hả đi không lúng luôn ai đi góc trước là gì đây ừ. Lên đều đều nghe cá lóc hôm bữa là mấy lần trước mình dở nó nhảy ra nhớ không không quá đi chưa chân như nó vậy chưa lặn rồi lặn ra đi đảo quắn lặn lấy cái móng dây mà vừa bốn người bốn góc lên chưa lên chưa lên chưa lên nữa lên chưa dở nè lên nè lên còn anh Phong kìa còn anh Phong kìa chưa đó kìa lên rồi đó lên Phước rồi cao lên giờ con Phước đi cái tổng của anh Mớp với anh Phước á cá nhảy ra đó đó Phước Mớp dở lên dở lên Mớp anh Phước kìa tôi dở cao luôn đứng không được chưa thao dưới nữa thao dưới dục dục đâu có thao gì đâu gì không thấy gì cá nhảy ra sao đâu có cảm giác Phước lại không vô đi em giống nó vô đi. Em đưa luôn mất. Ông không lội cho
trời ơi, trời ơi. Để cho anh coi, để cho anh coi nha. Chuyện này lên trên rồi. Từ đi máy kìa. Rồi đây mấy anh lo đi, em đang ấp máy đây. Ai có dựng cái dài cho anh Phước đó. Giờ cao cao lên anh Phước ơi. Chúng mắt nè, để trên bờ đi, không để xuống. Hãy đem bờ đi hả? Dỡ lên kìa. Không dễ da đâu. Dạ. 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 Từ từ. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ. Chân dai. Từ từ cho hái đây. Chân dai vậy. Vũ im đi cho hái giúp đi, giúp quậy. Chân dai này. Đây cái cây bự không thọ chân dai anh kìa. Đến cái đường hồi mới lôi lên cá lên đó nãy. Đấy, đừng có sao rồi, chút sao lâu lên nữa. Chút nữa mình lôi cá lên đó. Lôi trên bờ nên bắt cho dễ nè, mình bắt tép luôn. Lăn lăn chừng con cá hô đất. Có không? Có cá hô đất nữa hả? Có. Có thì bắt thì chấm được ha không á. Dở chiều mà bên Phước cao lên phía ngoài kìa. Đó, đó. Ơi, con Vũ. Mày dinh hay gì? Để chắc nữa mình chắc lại. Dơ lên kìa. Sao thấy nó im ru rồi nha. Không lấy còn nữa. Chị ngoài em Phước kìa. Nó kéo đấy. Kéo lên đi. Thì kéo luôn con này kia đi. Kéo con Phước lên kìa. Nè, nè. Chạy dữ đó. Còn cây nữa là tới luôn cái đâu biết bự lừ lừ cái này đâu có biết cắt trà vô hơn. Dạ ít cây dở cho dễ nè. Anh Phước rồi nháy ra ngoài của anh Phước đó. Lên chưa? Lên chưa? Từ từ nha, coi chừng có chơi nha, tay nha, cẩn thận anh em. Lên bờ luôn đi. Lắc không anh, nhảy kìa, nhảy kìa. Vũ. Xem xe, lắc cho đất. Gốc cỏ nha, gốc qua voi đó nha, đi từ từ nha. Cây kìa. Ồ, cái ru hùi nhóc chân luôn. Cầm bớt lên. Đây nè. Vũ đắp đi, đắp đi. Chơi đi kìa. Lên bờ đi anh em ơi. Cứ đi thấy luôn à. Đứa này lắc không à. Chuyện này chạc, chạc lớn đâu. Cái gì cá gì lóc vậy? Trời ơi. Cái gì lóc bự rồi. Giữa đây nè. Tay vô nha. Cái gì lóc bự. Đừng có đụng tay vô lưới nha. Rồi. Rồi đây đây. Nè. Lên nha. 1 2 3 lên. Thôi. Kẹt lên rồi. Đây không? Kẹt thôi kìa. Hai ba con luôn. Tôm. Có dừng tay nha, có ép này kìa. Ui, 4 con tôm. Đây, 4 con tôm luôn. Thấy dùng cái đâu? Để cái tôm để riêng đi. Rồi, vô khuy bự nè. Vô bao. Ôi, cái ép là cái nào ơi. Một cái ép, 4 con tôm càng xanh. Đừng ăn cái phi nhỏ nhỏ chục lại. Cái tép, cái lên. Cái này hết bắt tép rồi anh Vũ ơi. Kiếm tôm hả? Tôm. Rồi, giang này hết, nó bữa đây ít tép rồi ơi. Bỏ tép đi. Có tôm ăn tép trời. Trời ơi, 4 con tôm càng xanh nè. Vô bọc. Cá chê anh ấy, Phước này cá chê bự dữ lắm đâu. Cái cá chê rồi. Chu mè đến châu Âu. À, bắt. Cái dù phi anh. Bắt dù phi này nó rồi. Dù phi mấy con nhỏ thả ra đây. Thả ra đây. Ơi mình lụm tép không? Không phải. Có mấy con nào lụm con tép không có. Tôm ăn tép chừng. Bắt đi. Bỏ đi. Rồi, bỏ đi. Bỏ đi. Cái linh. Rồi. Rồi, mấy con cá nhỏ lại đi anh em ơi. Sóc lên còn tôm, sóc tôm nào không nghe. Quá là may mắn luôn, 4 con tôm. 4 con tôm cái nào luôn. Rồi xuống đặt lại. Cầm đi dây người ngốc đi dây nãy để cái gì đi. Thôi coi cho nó nhặt xuống. Mấy xe cái đi qua đi. Về bắt tay luôn. Dũng ra ngoài luôn. Dạ. Dũng ra. Quá may mắn luôn. Coi chừng nó dưới, coi chừng nó búng nhảy xuống mương mà giờ. Bỏ vậy. Coi chừng á. Để vô trong đi. Bây giờ 4 con đó mình cho Vũ đem về cho con 2 cái ăn đi. Ừ đúng rồi. Cá nhiều quay. mình lớn rồi mình ăn cá đi chứ ha. Để tôm cho mấy đứa nhỏ nè. Thứ hai nữa hôm nay mình ra đây mình bắt cá cũng nhờ cái ao của ảnh với cái trà của ảnh mình dở mà. Ồ cá linh. Nãy giờ mới gặp dính cá linh đó nghe. Cá linh hơn mắt. Cá linh bự kìa. Mình văng mình để nãy giờ hơi lâu nó dính ha. Chứ cái tay lúc sớm mình nhìn thăm á, mình thăm mau quá. To dính cá rồi đó đó. Gỡ cá hay là gỡ cỏ không hết? Cá. Cá hả? Cá nó dính nó giật phao kìa nha.
Cá nó xe. Cá nó xe viền lưới luôn á. Lắm rồi. Cá xe viền mà phước anh Vũ văn lưới dính cục cục thì. Cục cục thiệt. Ồ, cá linh với cá thiểu. Ồ, cá linh gái gái hay gái hay cá thiểu kìa. Dạ cá thiểu còn bành bành mất ba con luôn. Kìa đang dính kìa. Tiêu rồi. Không chạy gì sột sột kia kìa. Sạc sạc thôi sao mà mất. Có chạy nhiều quá. Bộ lạnh lắm rồi. Hiểu rồi. Ông ấy anh qua anh cho anh vớt lên trên chứ anh vớt gỡ cá gì vậy mà anh hải anh cự kìa. Lưới vậy? Nghe lưới cột á. Bất hả? Không cột cột. Đừng có gỡ cá chứ đừng có xe lưới nha anh vớt. Phân thành 16 phân. Anh vớt cá nhỏ quá. Gỡ không đã những cái bự quá mới đã. Thì xin bóp, kêu bóp, cua bằng nhớ bóp. Con bắt lần này nhỏ hơn. Ủa ngoài kia giật phao ngoài kia kìa. Giật phao nheo mà giải ra anh vô. Ghê nha không? Có chỗ đó dính nhiều đó. Giờ anh em mình xong xong cái lưới này cái anh em mình về chòi ha. Tắm về nhà tắm rửa sạch sẽ cái mình vô chòi anh em mình làm đồ ăn hay làm cá này cái mình lưng xương nha. Về ba ly ha. Lâu năm mà. Mới chiều qua em văng 5 con á. Cái này dính nhiều chứ ạ. Ờ sao mà chị cũng mấy con hả? Ừ, lắm mấy con rồi. Cái này kho hay còn hai nào đất cái chứ cái này. Trời ơi tiêu rồi. Nhét túi hả? Nhét túi. Nhét túi luôn hả? Tôi mới lụm được con nữa quá. Quá. Hết biết cá thể rồi. Rồi dòng cá lại đây. Rồi. Xong rồi anh em ơi, đi. Mấy ký rồi không? Mình về thôi. Đi mấy ký vậy? Có chừng coi chừng sạc, coi chừng sạc đứt giọng nha. Dạ. Lớp rồi. Cái bao đâu ba bỏ vô luôn ta. Cái này hơn 10 ký, hơn 10 ký. Đây nữa nè. Thôi chạy còn nữa. Còn hết đây còn nữa. Đi gì vậy? Hết đâu. Trời mới lụm á. Hết biết cá. Trời ơi. Sắp hết cả nhà đâu bóc cá hiểu lên cho cả nhà mình xem cá này không gần không á để lên bằng tay anh giúp cá hiểu bự mà hai con luôn bắt này nè cá hiểu bằng cái bàn tay luôn cá hiểu lớn rồi nha đó giờ là mình lâu lắm rồi nghe mình đi bắt cá là mình bắt được bự như vậy đó nghe thường cảm cái tao cầm lên cầm lên luôn thôi giờ anh em mình cầm tôm lên cho cả nhà mình xem cái anh em mình chào cả nhà bye bye cả nhà mình về chòi mình nè dương cạn dưới ha tôm tôm này đúng là cạn xanh ha cạn xanh xanh bây giờ anh em mình xin bye bye cả nhà mình nha mời cả nhà mình qua clip sau anh em mình về chòi tắm rửa sạch sẽ rồi làm món cùng nhau chung vui thưởng thức nha cả nhà bye bye cả nhà mình nha bye bye cả nhà ba cái nhà quay giọng lên không ơi. Thiên tiếp mới được. Trên 10 ký. Trên 10 ký cá.